Xin chào các quý vị khán giả yêu quý đang theo dõi clip của DVH nha. Ngày hôm nay anh em DVH hôm nay đội là gồm có Việt và Hiếu. Anh em Việt Hiếu, Hiếu Việt đang có mặt ở trên chỗ nhà chú Thắng. Nhà chú Thắng là đang nâng cấp cái dàn cho thuê loa đài đám cưới của cô chú. Đây, vợ chú Thắng đang hát karaoke. Giá máy rất là đơn giản thôi, một con đẩy hai kênh máy xúc và một con đẩy bốn kênh máy phun thôi nha. Có bốn cây nhánh vui, một con ba số, còn thấy là tổ máy còn nó mic cả mic cũ của chú. Mà trước mắt là chú đang lấy một đôi xúc kép với cả hai đôi giày. Sau này có tiền thì sẽ nâng cấp thêm làm ba đôi, nhưng hiện tại chú chưa có nên là đầu tư tạm thế đó. Loa giày từ neo các bác nhá, loa giày từ neo tiếng rất là sáng. Mà loa xúc kép thì là xúc từ bình thường. Đây là anh em DVH đây. Hiếu và Việt là đang ngồi trên một con xe ba gác ở đây. Đang nhờ chú chở ra ngoài ngõ. Ngõ bé quá. Không đỗ được ô tô vào tận sân nên phải để xe ngoài đầu ngõ. Đây chú lại nhờ bán ít đồ linh tinh. Mixer rồi loa to như quả quan tài với cả mấy con đẩy cũ. Đấy chú lại nhờ bán hộ. Sắp tới các bác lại lên kênh xem clip thanh lý đồ của em nhá. Em thanh lý hộ chú. Đây bây giờ thì em đang ngồi trên thùng ba bánh này, ui xong quá, xong lộn về lộn mặt. Xong anh chở. Rồi thì ra đến đường to rồi. Thì clip này thì em xin phép là dừng lại tại đây thôi. Thì các bác mà có nhu cầu quan tâm đến những cái dòng sản phẩm loa dây, loa sân khấu phục vụ sân khấu biểu diễn thì vui lòng alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và được đặt hàng các bác nhé. Và chúc các bác đam mê âm thanh, nghe nhạc thật là vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, và các bác thì đang đi làm cho thuê loa đài thì hạt hái nhiều thành công. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đây em ra đến xe của em rồi.